Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình xin làm một video nói về cái cách tính của cái hướng gió thật và cũng như là cấp độ cấp của hướng gió thật. Như các bạn đã biết, cái hướng gió của cái chiếc đồng hồ đo gió của tàu mình, hướng gió và cũng như cái tốc độ gió đấy, thực ra nó là cái hướng của cái hướng và cái tốc độ gió của gió biểu kiến nhé. Nên chúng ta muốn tìm ra do hướng gió thật và tốc độ gió thật thì chúng ta phải thao tác trên chúng ta mà phải làm một bài toán nó đơn giản thôi. Thì hôm nay mình xin làm một cái video hướng dẫn cho các bạn về cách tính hướng gió thật cũng như là cấp độ gió thật để các bạn ghi vào trong quyển nhật ký hành hải là sao cho hợp lý. Thì đối với các tàu thường là các bạn đi nước ngoài nó rất là đầy đủ. Như tàu mình hiện tại thì cái đồng hồ đo gió nó thì cái máy đo gió nó bị hỏng rồi, công ty nó không sửa nữa và thường mình dựa theo kinh nghiệm đi nội địa thôi. Còn vì tàu mình mất cái đấy này mình làm video này thì mình xin vẽ một cái mô phỏng như này. Đây ví dụ đây là cái đồng hồ đo gió của tàu mình, nó sẽ có hai đồng hồ nhất là đo hướng gió, đây là hướng gió biểu kiến nhé, và đồng hồ thứ hai đồng hồ đo tốc độ, đây là tốc độ gió biểu kiến nhé. Mục đích của mình bây giờ đi tìm hướng gió thật và cũng như tốc độ gió thật. Thì tại cái tờ hải đồ các bạn đang đi, các bạn thao tác như sau. Tại cái tờ thao tác luôn trên hoa điện tử của cái tờ hải đồ các bạn đang đi nhé. Đây ví dụ hướng tàu ta đang chạy hướng 050, hướng 050 tôi vẽ một đường đang hướng 050. Đây hướng 050 mình chạy đây, thì bản thân khi tàu mình chạy ra sinh ra gió, bản thân tàu mình chạy giống như mình chạy là mình sinh ra gió rồi, thì tạm thời tới đây gọi là gió tàu. Đây hướng gió tàu nhá, hướng gió tàu. Đây hướng gió tàu, khi mình chạy mình sinh ra gió mà. Đây mình chạy lên phía trước thì sẽ gặp gió, nó sẽ phản lực lại, cái hướng gió này sẽ vào tâm này, nó sẽ phi vào tâm. Tàu mình chạy lên một đoạn thì hướng gió phi vào tâm, đây gọi là gió tàu. Và cái thứ hai là cái giờ tôi sẽ thao tác là vẽ ra hướng của gió biểu kiến. Đây như dụ tôi mô phỏng đây là hướng gió biểu kiến, nó thổi bên mạn phải. Đây 10 20 độ đến 90 độ này, và bên mạn trái thì cũng 10 20 30 đến 90 này. Thì đây hiện tạm thời tôi giả định là nó thổi bên mạn phải của tàu tôi là 30 độ. Đây. Thì trên hoa điện tử các bạn đây là hướng tàu nhá. Các bạn cũng đếm ra 30 độ bên mạn phải. 050 thì nó 080. Các bạn vẽ ra một đường. Đường này chính là đường của hướng gió biểu kiến nhé. Đó. Đường này là đường của hướng gió biểu kiến. Đây nó cũng phi vào tâm, mà gió thì nó thổi mạn tàu nó thổi vào tâm. Đây hướng gió biểu kiến nhé. Hướng gió biểu kiến. Đó. Và đồng thời giúp các bạn đang chạy, tôi chạy với tốc độ là tàu tôi đang chạy với tốc độ là 12 knot. 12 knot thì tôi đo trên hải đồ. Đây tôi đo trên hải đồ 12 knot. Đó. Sau đó ở trên cái hướng tàu cũng như là cái hướng gió tàu đây, tôi gạch một vị trí một đúng 12 knot. Đó. Vị trí này cho các bạn. Đây là hướng gió tàu. À đây là cái này là cái tốc độ gió tàu nha các bạn. Tàu mình chạy được bao nhiêu knot thì cái gió tàu nó thổi vào nó phản lực lại một lực đúng như cái tốc độ đấy là bằng 12 knot. Cái hướng gió tàu đây. Và trên cái đường của hướng gió biểu kiến. Đây hướng gió biểu kiến đây thì ta tìm được tốc độ gió biểu kiến, đồng hồ nó đồng hồ của gió biểu kiến nó cho là 20 knot trên giờ. Có nghĩa là cái tốc độ gió biểu kiến là 20 knot trên giờ, nó thổi 20 knot trên giờ thì cũng là hai từ à cũng ở đây các bạn. Trên chính cái tờ hải đồ các bạn tàu chúng ta chạy thì các bạn đo 20 knot. Ok. 20 knot trên giờ thì ở cái vector mà hướng gió biểu kiến các bạn đấy đang. Các bạn vạch ra đây 20 knot nó nằm đây. Sau đó các bạn nối lại. Đó, xong các bạn nối lại. Cái nối lại cái tốc độ gió tàu. Nối đường tốc độ gió tàu này. Với lại cái đường là tốc độ gió biểu kiến. Các bạn nối lên một đường. Như các bạn đã biết, như chúng ta đã học đã biết là cái hướng gió biểu kiến này thực ra nó tổng hợp của hướng gió thật và hướng gió tàu, là hướng tàu đấy. Nó tổng hợp của hướng gió thật và hướng gió tàu. Cho nên là chúng ta dùng phương pháp hình bình hành nhé, chúng ta sẽ tịnh tiến. Đây, tịnh tiến cái đường này ra.
Bởi vì cái hướng gió biểu kiến, các bạn hình dung là biểu kiến này nó là tổng hợp của cái vector tổng hợp của hướng gió tàu và hướng hướng gió thật. Nên khi giờ chúng ta tịnh tiến, chúng ta lối hai điểm này rồi, chúng ta được hai điểm, chúng ta tịnh tiến là thì chúng ta sẽ được hướng gió thật nhé. Chúng ta sẽ được hướng gió thật, chúng ta tịnh tiến hoa điện tử. Đó. Đây thì đây chính là hướng gió thật này. Đây hướng gió thật nha các bạn. Hướng gió thật. Hướng gió thật. Và hướng gió này nó thổi nó cũng là tâm mình nha. Đây hướng gió thật. Hướng gió thật đây từ 090 độ đến 300 đến 180 thì đây hướng gió này, hướng gió NV kép nhá. SE đông nam. Đây đông mà. Đây tôi tìm được hướng gió đông nam này. Hướng gió hướng đông nam. Bây giờ để biết hướng đông nam này cái gió này nó mạnh bao nhiêu thì cũng như vậy. Đây là các bạn. Đây là phương pháp bình hành mà. Ở đây các bạn xin này, các bạn tịnh tiến đây. Đó. Thì các bạn được điểm này. Có nghĩa là các bạn B từ cái đoạn này sang đây. Đây nhá. Các bạn tịnh tiến cái đường song song này sang đây. Cái đoạn này. Và các bạn đo đây. Đo đường này được bao nhiêu? Các bạn đo ra đây, đo ra tính. Của tôi đang 11,2, có những 11 đi. Coi như cái tốc độ của cái gió thật này. Tốc độ gió thật. Tốc độ gió thật tôi vừa đo ra được là 11 knot. 11 knot nha các bạn. Ok, như vậy bài toán được kiểm tra là hướng SE và tốc độ nó là 11 knot. Để các bạn biết ra được cấp gió thì từ 11 knot này ra thì ở tàu các bạn bao giờ nó có một cái bảng before. Đây cái bảng chuyển đổi cấp gió nhá. Đây như tàu tôi cái bảng cấp gió đây. Cái bảng before đây. Before. Các bạn tra ra đây, ví dụ như ở đây knot nha, đơn vị là knot, để ý đơn vị nhá. Đây đơn vị là knot, knot trên giờ. Như tôi vừa tìm được 11 knot trên giờ thì tương ứng với cấp gió này. Mà gió cấp 4. Ok, vậy tôi đã tìm ra được là hướng SE và gió cấp 4. Gió cấp 4. Đó, thì nó đơn giản thôi. Nhìn nó vẽ đây, tôi giải thích cặn kẽ cho các bạn nên các bạn nhìn nó vẻ phức tạp. Nhưng thật ra để cho nó, để các bạn tìm nó đơn giản thì các bạn cũng chỉ biết đây hướng gió tàu. Nhiều lúc tôi chỉ cần dùng tay thôi à, hướng gió tàu đây, dù nó không thổi về bên phải của tôi 30 độ thì tôi căn 30 độ đây. Đó, sau đó dù tốc độ tàu tôi còn lại này tôi cứ duy ra, xong tôi sẽ lấy song song đây. Là tôi biết luôn là hướng gió. Còn cấp độ gió thường là mình theo đi, anh em đi biển nhiều kinh nghiệm biết thì nhìn cái sóng, nhìn cái chân sóng mình có thể đoán được ra cấp gió, là mình chẳng phải tra làm gì cả. Nhưng đây tôi muốn làm một cái video để chi tiết cặn kẽ để hướng dẫn các bạn là cách tính, là cách tính là như vậy. Còn thường thường không, tôi cứ để hướng tàu đây, còn gió thổi góc mạng đây, thế là tôi hướng tàu đây tốc độ này, góc mạng và tốc độ gió biểu kiến bằng này, tôi lấy tay tôi di luôn, di hoài từ tôi biết, tôi xem là hướng gió hướng bao nhiêu tôi biết luôn, đỡ phải tính này. Thì đây hôm nay tôi làm video để hướng dẫn các bạn cặn kẽ cách tính hướng gió và cấp độ gió thì ghi vào nhật ký cho nó hợp lý. Thì hôm qua tôi đăng video nên có bạn vào bình luận anh làm cho giúp em về cái vấn đề này, thật ra nó đơn giản thôi. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa xin các bạn hãy like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Sơn Bong xin chào các bạn.